mời người chơi tiếp theo. Bé sợ luôn á. Bé nó ngại ngùng luôn. Rồi hát đi em. Sợ. Anh ra làm bạn đi sợ ấy. Anh về chỗ đi. Hát đi. Hai, vô. Anh đứng vậy ông nội thật không dám hát. Bạn ơi, con muốn về đội của mình không? Thì đúng rồi. Anh bình thường. Hát đi em. Về cho anh. Em ơi, em có yêu cầu là mời những người không tự trọng về chỗ không? Rồi. Đi về chỗ. Hát cực cầu rồi. Bé nó tới vậy rồi. Vậy thôi chứ anh. Hỏi đội của học sinh lộn muốn cứu đội trưởng hay không? Cứu đội của mình không? Anh có muốn cứu đi em, cứu anh đi nha. Có một quyền duy nhất thôi đó. Trong một chương trình một quyền thôi. Anh có muốn cứu không? Không, anh nghĩ là vậy nè. Bây giờ tụi em cứu anh đi, để cho mình cân bằng với đội kia. Tại vì một chút á, đến phần thi của tụi em á. Là không cần anh cứu nữa. Nhưng mà vòng sau nhiều tiền hơn. Nhiều tiền lắm, này là hấp tiền nhất. Vòng này 3 triệu thôi. Suy kỹ. Vòng sau là 100 triệu, vòng này 3 triệu. Em mình chơi mình nghiêm túc. Không, tại vì em bắt chương trình là tiền thật. Mình không thể ăn gian được tiền của chương trình. Ủa anh, sao anh lại dọa nạt thí sinh của bên em vậy? Mà mình lại, mình ăn gian tiền người ta vậy đó, không được, đúng không? Em đó. Học anh từ vắng rồi á. Bỏ qua chuyện đó nha. Nhỏ chưa làm gì bị la quá. Vậy bây giờ, đội hộp bình lộn có cứu đội trưởng của mình hay không? Giờ sao ta? Thôi em, khổ, thôi khổ để trước, dành hả? Nhưng mà biết trước thưởng sau. Dán sao á, nhiều khi là anh cũng không giúp được tụi em đâu. Còn một thí sinh, còn người còn lại. Ai còn người còn lại hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh nói thiệt á, là anh tin tưởng là tụi em ngồi đứng ở đây tụi em sẽ hát được. Tại vì á, bây giờ có anh có ngồi đứng ở đây, anh ngồi bên kia anh cũng không giúp được tụi em đâu. Trời ơi cái gì? Em hiểu không? Nó khó vậy đó. Rồi tôi suy nghĩ là cứu không cứu à? Không, mình tùy tụi em thôi. Cứu không tùy chứ. Tùy chứ, cứu đi, cứu mấy anh đi. Nếu mà một chút, mà một trong hai đứa anh thi á, thì đứa còn lại có cứu được hay không? Anh trả lời, anh khẳng định là anh không cứu được rồi đó. 3, 2, 1, cháy. Bé bình bông đã lúc đấy chương trình có quay kỹ vào cái cảnh đấy không ta? Tại sao anh Bình lại đẩy thành viên đội em ra nhở? Hả? Ủa? Anh ấy đau rồi. Chết cha. Trời ơi. Đàn ông mà em, mạnh mẽ lên. Chạy va vào đó mà. Hệ thống. Thôi, bây giờ đừng có bật lại, đừng có bật lại, đừng. Này thổi gì vô mặt vậy? Em biết em đang chỉnh anh Bình nè. Em đang chỉnh anh Bình nè. Hả? Thôi anh thấy là thuộc rồi mà. Đúng rồi mà. Đúng rồi mà, cần gì phải nhớ nữa vậy. Hãy thông, đừng có ăn gian. Đừng có ăn gian với mình. 3, 2, 1, à, chính xác. Thủ thuốc thôi. Thôi anh đừng xa dịu thành viên của em nữa. Đi qua bên này đi em. Chúc gì cho 500 ngàn giờ mua thuốc đi đỏ ra, đi ra, đi ra, đi ra. Đón xem tập 9 sẽ đấu cả từ mùa 4, được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019 trên kênh HTV7.